Vâng, xin chào các bạn. Thì một năm cũ trôi qua thì một năm mới lại tới. Năm 2018 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu là sự chuyển biến về công nghệ, sự đột phá về công nghệ. Không ít cái nhà sản xuất đã mới nổi cũng như là cũng không ít cái nhà sản xuất đành phải chùn bước trong thị trường Việt Nam. Và hôm nay các bạn hãy cùng mình điểm lại những xu hướng nổi bật của smartphone trong năm 2018 vừa rồi nhé. Let's go. Vâng, một cái xu hướng đầu tiên đó chính là cái màn hình tai thỏ và màn hình giọt nước. Kể từ khi Apple cho ra mắt chiếc iPhone X có màn hình tai thỏ vào năm 2017 thì dường như bất kể ai cũng đoán được xu hướng của năm 2018 khi mà người người nhà nhà các nhà sản xuất smartphone đều ăn theo cái thiết kế tai thỏ này. Kể ra chúng ta sẽ có chiếc Zenfone 5 nè, Huawei Nova 3, 3i cũng như là Xiaomi Mi 8. Nói chung là nhiều vô số kể, chúng ta còn có thiết kế tai trâu của Google Pixel 3 XL. Và không dừng lại ở đó, các nhà sản xuất Android còn làm ra được thiết kế màn hình giọt nước tối ưu hóa được diện tích màn hình. Kể ra chúng ta sẽ có Oppo F9 hay là Realme 2 Pro. Một năm 2018 chúng ta đã chứng kiến thêm một vài cải tiến đáng kể về sạc điện thoại. Khi mà chúng ta nghĩ là sạc nhanh 4.0 hay là VOC đã là quá đủ thì các nhà sản xuất Android còn nâng tốc độ sạc lên một tầm cao mới. Khi mà nhà sản xuất Huawei đã phát triển công nghệ sạc lên tới là 40W lên các sản phẩm như là Mate 20 cũng như là Mate 20 Pro. Và Oppo cũng không nằm ngoài cái cuộc chơi này khi mà Oppo đã phát triển thêm một cái công nghệ sạc nhanh Super VOC lên tới là 50W. Áp dụng lên các sản phẩm như là Oppo Fire X phiên bản Lamborghini Limited Edition nè, hay là các sản phẩm mới nhất Oppo như là Oppo G7 Pro. Bên cạnh những màn hình tai thỏ, các nhà sản xuất còn muốn có màn hình của họ được tối ưu hóa hơn nữa, viền mỏng hơn nữa. Thế là từ đó chúng ta đã xuất hiện các kiểu thiết kế không mới mà lạ, đó là thiết kế sử dụng cơ chế chuột. Một vài ví dụ cho cái thiết kế này đó chính là Oppo Fire X, Vivo Next có camera thò thụt, hay là kể đến đó chính là chiếc Mi Mix 3 mới nhất là chúng ta sẽ có thể cơ chế trượt lên trượt xuống khi chúng ta mở camera. Hay là chúng ta vẫn sẽ có cái thiết kế hai màn hình như là Vivo Next 2 hay là cái con ZTE Aeson M mà mình vừa mới trên tay các bạn ở một bài video trước. Trong năm 2018 vừa qua, chúng ta lại xuất hiện thêm một số trend mới mà điển hình đó chính là gaming phone, khi mà các hãng sản xuất không chỉ tập trung mạnh về cấu hình mà còn mang lại trải nghiệm chơi game tốt hơn như là Honor Play nè, được trang bị công nghệ GPU Turbo, hay là chiếc Razer Phone được trang bị màn hình có tần số quét lên tới là 120Hz, hay là chiếc LG Phone có một thiết kế độc lạ và đi kèm một số phụ kiện hỗ trợ cho chơi game. Và theo như mình nghĩ thì cái xu hướng này nó sẽ không kéo dài được lâu, bởi vì cái xu hướng này chỉ tập trung cho một số người dùng nhất định, và cũng như là cái cấu thành cũng như cái giá thành sản xuất chiếc điện thoại chơi game chuyên nghiệp thì mình thấy là nó vẫn khá là đắt so với người dùng Việt Nam hiện nay. Và cái xu hướng tiếp theo trong cái danh sách này đó chính là đua số về camera. Nếu như từ năm 2017 trở về trước thì số camera cùng lắm chỉ ở mức 2 cam, thì trong năm 2018 thì số camera đã lên tới ở mức 3, thậm chí là lên tới ở mức 4 camera. Một số smartphone có thể kể đến như là bộ đôi Samsung A7, A9 có camera lên tới là 3 cũng như là 4 camera. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ còn có các sản phẩm như là Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro cũng sẽ được trang bị là 3 camera. Và cái điều cuối cùng trong cái danh sách này mà mình không thể nào không nhắc tới đó chính là sự phát triển của smartphone Việt Nam. Bphone 2018 hay còn gọi là Bphone 3 đã gây ấn tượng với người dùng khi có thiết kế tràn vải độc lạ chưa từng xuất hiện trên các sản phẩm smartphone Android nào. Và sản phẩm Bphone 3 được cộng đồng đón nhận rất là tích cực so với Bphone 2. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ còn có các sản phẩm đến từ Vsmart như là Joy One, Joy One Plus, Active One hay là Active One Plus với mức giá tầm trung, cấu hình cao và thiết kế đẹp, phù hợp với đại đa số người dùng ở Việt Nam. Ok, trên đây thì mình vừa liệt kê ra một số top những xu hướng nổi bật trong năm 2018 vừa rồi. Thì các bạn thấy thích hay là ấn tượng với xu hướng smartphone nổi bật nào thì hãy để lại comment phía dưới để cho chúng ta hãy cùng nhau thảo luận nhé. Và các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like để lại subscribe kênh B-Channel nhé. Và mình là Sơn, mình đến từ B-Channel và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye. Đừng quên bấm vào nút thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất nào đến từ mình nhé.